Thì ok, hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là K1Gaming đây. Ok tất cả các bạn nha, ngày hôm nay mình lại tiếp tục với cái series đá like các idol top top nha các bạn ơi. Nhưng mà lần này mình sẽ quay trở lại và tặng cho tất cả các bạn đó một món quà là 500 xu. Ví dụ như cái video này được mọi người ủng hộ nhiều, được 3k like, thì tôi sẽ quay trở lại và tôi kiếm idol top top nào đó tôi sẽ tặng cho 1.000 xu. Và tiếp tục series là 2.000 xu, 3.000 xu, 5.000 xu và 10.000 xu là sẽ kết thúc nha mọi người. Nói chung là chỉ cần anh em like nhiều thì tôi sẽ cố gắng đầu tư mạnh để có thể là làm ra những video chất lượng cho mọi người xem. Đặc biệt trong video ngày hôm nay vẫn có event cho mọi người tham gia, đó chính là thẻ Buja. Đố tất cả các bạn, tôi đã bắn được bao nhiêu trận tự chiến với lại idol đó nha. Anh em nào đoán đúng nhất là lại giúp tôi ID nè, với lại là xem hết video đã like đã đăng ký nha. Nói chung cố gắng video này giúp mình 3.000 like, mình sẽ tiếp tục có phần thứ 5 nha các bạn ơi. Phần thứ 5 thì chúng ta sẽ chia ra là 1.000 xu thôi. Nói chung là chúng ta đi lên từng bước từng bước từng bước, vậy nó mới thú vị nha các bạn ơi. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn một cái thẻ Buja. Cho anh em nào đoán đúng tôi đã bắn được bao nhiêu trận tự chiến trong ngày hôm nay. Ok, giờ thì đi vào video nào. Quên nữa, tất cả các dịch vụ Free Fire mình đều để phía dưới phần bình luận nha. Các bạn có muốn săn ạc xe hay là tất cả các gì đó thì đều ở dưới phía dưới bình luận hết. Ok, giờ thì đi vào video nha. Let's go. A few moments later. Đầu tiên thì mình sẽ tặng cho bạn đó một món quà khoảng tầm 500 xu trước và xin vào chơi thử coi được chơi bao nhiêu ván nha các bạn ơi. Ok, thì đầu tiên đó chính là bạn Mity. Tại vì mình cũng đã chơi với Mity gần như là một hai lần vì rồi. Nhưng mà mình chỉ tặng cho các bạn đó là một cái món quà mà bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ thử tặng một món quà kiểu cũng khoảng tầm nói chung là một cái gì đó để coi thử phản ứng của bạn đó là như thế nào nha. Ok, giờ anh em cùng chờ xem nha. Xinh gái nữa nè. Đã hè, đã hè. Giờ đá gì ạ? Trời ơi, cảm ơn tặng gì nhỉ? Tặng gì mà đâu? Tặng cái gì? Phải cảm ơn ơi. Cảm ơn tặng gì nhỉ? Cháu quá vậy. Rồi sao? Rồi sao tặng quà để gì? Cảm ơn K1, cảm ơn K1, cảm ơn K1 nha. K1 tặng quà xong K1 muốn gì nè? Tặng quà xong quá. Cho tôi chơi đi. Tặng quà xong quá. Cái đó là chỉ xài cho mấy người BK mặc mới. Vãi trưởng các bạn ơi, thì ra cái đó là tôi nghe MT nói là cái đó để bi kiểu như là BK tặng hay sao á, tôi không biết luôn đó. Tự nhiên tôi tặng cái đó mà nó không hiển thị gì hết trơn các bạn ạ. Vãi trưởng thì biết không? Ok luôn, không sao, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu nha các bạn ơi. Nói chung là cố gắng bắn được bao nhiêu trận win thì bắn nha. Nói chung idol tiếp theo mà các bạn muốn mình đá ai á thì các bạn cứ comment ở phía dưới. À cái này mình tặng quà xin chơi rồi chứ đá cái thua gì nữa. Chỉ có hồi hôm bữa là mình mới đá thôi các bạn ạ. Nói chung là không sao, nói chung là cứ cố gắng nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì gặp ván nào mình sẽ chiến ván đó cho nó cháy. Ok các bạn ơi, ván này gặp ngay cô ba biển cả, lộc biển cả, meo với lại Minh Khoa nha. Cái trận này cũng căng nha các bạn, tại vì mình thấy có một đĩa bay nè, một ngộ không nè, một clue với lại một Tatsuya. À với lại là ganh cũng thách đấu rồi các bạn à, kiểu cũng căng á. À mang hai Rafael á, vậy là chứng tỏ là có hai tỉa nha các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ tập trung nha mọi người. Ê mà tính ra tôi quê vãi các bạn à, tôi tưởng đâu cái đó nó có hiệu ứng chứ ai ngờ nó không có hiệu ứng gì đó. Mình tưởng đâu cái đó nó có hiệu ứng các bạn. Ra là cái đó người ta để BK hay sao á, nhưng mà tôi không biết, tôi tặng cái đó các bạn hả? Phải biết thật hả? Hay. Hay. Trời ơi. Ai. Cứu đồ nhà Eric. Em mới đi có ké trong nhỏ chắc không nè. Để mày coi. Không có ý. Hay không sao, bé này mình sẽ cầm Uzi Mini mình đi đẩy nha các bạn ơi. Có lẽ là tôi thấy team này kiểu nó cũng không có gắt cho lắm á. Ui bà cầm cái MB mà bắn kìa. Ai trời ơi, bây giờ mình sẽ chủ mình ở đây mình chuẩn bị nha. Ok tí xíu nó cái gì để mình mở mấy mình troll bà thử vậy ta. Kiểu như là tôi sẽ giả giọng, kiểu cái giả giọng cái giọng mà hồi bữa trước tôi giả đó các bạn. Tí xíu tôi sẽ giả cái giọng robot đó đó, để tôi kiểu troll bà coi thử là phản ứng bà như thế nào nha các bạn ơi. Ok bây giờ thì mình cứ tập trung mình bắn nốt ván này đi, rồi tôi sẽ mở cái giọng đó và tôi sẽ troll thử nha mọi người. Ê tính ra là mình đi qua nhà nó xong nó đi qua nhà mình luôn ý, đậu xanh vải thật.
Ê tích à, đây đây đây, hai rồi, hay nha. Tức là mình chạy qua nhà nó để mình săn nó các bạn à. Xong rồi cái đồng đội mình kiểu nó chạy qua nhà mình. Ừ, nói chung là vậy á. Nói hồi cái lẹo lưỡi luôn. Ui, ba luôn á. Ê, thằng này ghê vậy hả? Đù, thằng này kinh khủng khiếp vậy ông nội. Để mi tay, để mi tay lên, để tôi lên tôi dẹp lộn cho. Ủa sao này nó bắn gớm vậy? Sao nó biết mi tay lên nhỉ? Đều đậu xanh nó làm ba thế bà nhậu đi. Trời ơi, vậy là bán này tôi không cần bắn luôn á. À, rồi chết rồi. Tôi tưởng đâu bán này tôi không cần bắn chứ các bạn. Oh my god. Trời ơi, vậy là mình cũng phải cần bắn rồi nha. Ừ, nó gạt hết đồng đội mình luôn rồi. Vậy là ván này mình cũng phải bắn nha. Ok, phá keo cho nó xuống nè. Xuống đi cưng. Xuống đây cưng. Xuống. Trời, này ghê. Xuống đây cưng. Ông trùm thú dạng mà cưng đòi ăn ông trùm thú dạng hả? Cái map này là tôi chuyên gia tôi đi phải nha các bạn ơi. Tại vì đi trái á, mà bắn tí xíu là bị combo chết queo luôn à. Cho nên là kiểu cái map lưng tương này tôi toàn đi phải thôi. Uầy, mẹ nó biết luôn rồi á. Ui chết rồi, trời. Không được. Không thọ anh em à. Ở đây không thọ đâu anh em à. Không được rồi. Má hay thế. Trời ơi, nó dí mình. Không phải hay mà là. Mà lại đông quá mình chơi không lại các bạn à. Đông quá mình chơi không lại các bạn à. Dễ sơ hay. Wow. Mẹ đồng đội bạn cover uy tín đấy. Tôi nghe kiểu mẹ gì. Nhìn Harry quen quen như cũng lâu cũng phải vô live xem thì sao. Tặng nhiều cái vậy, không biết nữa. Trời ơi, tự nhiên tặng ngoài bị chê các bạn vãi thật. Nhưng mà tôi không biết thiệt các bạn ơi. Kiểu như là cái đó tôi không biết luôn ấy, cay vãi thiệt sự. Trời ơi, nếu mà cái đó mà mình biết thì mình đâu có tặng cái đó đâu. Mình tặng cái khác nhìn nó ý nghĩa hơn rồi. Ê mẹ nó ở đây, nó cam. Xuống đây ăn hết. Ôi ôi, cầm gần con da bắn cho nó nét các bạn. Ơi cái thằng đi chơi. Ui. À, thì ra là bên phải nó có thằng A đúp các bạn à. Ôi thế mà nó cover nãy nó bắn mình không chết nha. Re không sao. Mình vẫn đang kiểu đứng top nha các bạn ơi. Ok, tại vì team mình các bạn bắn firm á. Uầy. Mấy thằng này giàu dưới tang này nhìn có. Ui. Má UMP mà đã bắn ở trên đầu bắn xuống thì ai mà đỡ cho được. Wow, nó có hành động các kiểu là điểu luôn, có nắm đấm luôn các bạn. Thằng này xịn vãi. Ok, Mitty hình như vác hai cây le mấy ta? Le 5, le 6, le 7 thì tôi không biết nữa, le 8 ta. À, để nghe mình bắn cái tiếng đàn là mình biết ấy. Nhưng mà nói chung là mình cũng không rành các bạn ạ. Ok, để mình tính mở cái mic giọng ông già lên đi. Để hé luôn mấy chuyện yêu thử. Để coi các bạn hưởng trước bạn đó là như thế nào nha. Ok. Tối giờ mày muốn chơi cái mod game mình hả? 089 nội dạ. Ok các bạn ơi, bán này nhẹ nhàng gặp kim cương rồi. Nhưng mà có đứt PC nha. Nói chung là mình thấy kiểu PC rank kim cương mình cũng không có xem thường được nha các bạn ơi. Đa số các bạn đó. Ủa. Ơ vãi thế mà không bằng kêu được. Tao biển khủng long này anh luôn. Kiểu như là PC mấy bạn này à. Mấy bạn này rank thấp nhưng mà PC bắn vẫn hay lắm á các bạn à. Ok. Tao sẽ dí mày. Trời ơi, cứ tưởng nó bị cái S-fan này nữa là buồn vãi lòng nha. Nói rõ ràng. Gì mà đông như vậy? Á đù. Tôi nghĩ lại rồi, chừng nào mà mình gục á thì mình sẽ bật mic lên mình nói chuyện nha mọi người cho nó vui. Ê, vừa mới nói xong nó bắn tí xíu chết luôn rồi. Ê, đúng rồi, xử nó đi khủng lao mai. Xử không được thì mình két nha. Ui. Má bắn về không trúng viên nào các bạn à. Giải thật. Ê chết rồi á. Ơ. Ủa thằng này nó FK hả trời ơi. Trời ơi bắn cái gì vậy? Ai rồi, tôi biết rồi nha, team kia có thằng AFK các bạn ơi. Má bây giờ tôi sẽ qua tôi ăn kill của thằng đó mới được. Ê hình như là nó nguyên một băng ở trên đây nè. Ừ cho khủng long nó lên làm mồi trước các bạn à. Mày làm mồi trước đi. Ôi, mày đốt tao cho ép được kìa bạn. Cái đầu sang cái ấy. Ê tính ra pha đó mình sấy băng MB, mình tưởng đó là mình ăn các bạn à. Ai ngờ là nó vẫn cái ép được của mình cay vậy. Ê, ủa đâu hả? Ủa đâu trời? Ủa alo, nãy thấy nó bắn ở trên đây mà sao giờ nó mất tiêu rồi. Ủa gì chợ? À đây ra lần khứa nó chạy qua tới đây các bạn à. Ê tính ra mấy bạn này à đây nè tôi.
chạy cái tủ ăn hả? Trời, tính ra tôi chạy lưng tưng vậy á, mà nó bắn mình, nó bắn mình hụt luôn á, vãi thật chưa? Để tôi đốt dài để mình cho. Bây giờ Mighty sắp xuống lại, Mighty đây xác nhận ạ. Tao nhường vậy. Ok, tôi sẽ đi trái tiếp nha mọi người. Ủa lộn, đi phải nha. Cái map này tôi ghét đi trái lắm, kiểu đi trái hồi bị tụi nó cambo là không vào được luôn, là chết sạch luôn mọi người. Ê, đúng rồi, mong ơ. Má ơi, nó có đi ở đây á. Một viên. Mày ơi, là mày, sao mày két của tao hoài vậy mày? Cái thằng khủng long này chết tao bằng thịt mày quá. Cái thằng két này, thiệt tình, cái thằng khủng long này nó két của mình nãy giờ mấy lần rồi anh em à, cay vãi. Ờ, nó đó hả? Vậy là ở bên mình còn hai á. Hai thằng với tao hả? Mày hổ báo á. Hổ báo à. Yes sir, tuyệt vời. Ờ, bây giờ mình sẽ mở cái giọng mic và mình sẽ mở mic mình tròn nha mọi người. Để kiểu như mất công mà cứ nhìn thấy này hoài thì nó lại chán quá. Bắn nó cái ao trình quá các bạn à. Ghét cái map này ghê á. Dép yep, 2 tiếng, chính xác là 2 tiếng luôn hả? Thì mới tìm mà. Mày tìm chờ mấy trận, tôi chờ mấy trận. Tôi giọng gì kỳ mà. Ý giọng gì kỳ à? Ý giọng đẹp không? Giọng đẹp. Tôi giọng có mấy người dễ mà lại kỳ. Ừ, giọng đẹp. Giọng nghe hú hồn đi chứ. Hay là cái giọng này. Ừ. Trời, hành lá đơm đớm Yến Nhi, vua thách đấu BBCKK hoài. Thôi, tụi này căng lắm các bạn à. Tôi nhìn là tôi biết căng rồi. Không biết là team của mình có thể chịu nổi hay không. À đây. Nếu như là cái team đầu tiên của mình thì chắc có lẽ là ăn được á. Nhưng mà mình nhìn team mình bệnh gắt quá các bạn à. Với lại là team mình thì tôi không biết sao. Đó. Mới đâu ấy xong thì bạn bôi hướng nội cũng đang đi về quê nội rồi. Đó, ok, quấn máu nha. Team mình có ít to luôn á. Gám nha trời, kiểu này sao thua được các bạn. Ok, còn có một người duy nhất nha. Bây giờ mình sẽ qua đây. Ủa, à thằng kia nóc nhưng mà chưa có gạt được các bạn ạ. Hay. Trời, Mighty bắn 2 kill luôn kinh đấy. Đâu. À đâu. Có hàng ở đâu mấy, có hàng đây mà. Ở đâu ạ? Bạn gạt nốt và nói em tôi đi bạn ơi. Để đi bật nốt thằng bên này luôn. À đâu. Theo kinh nghiệm làm thám tử của tôi á thì ván này địch giỏi lắm, chỉ có cái chim bói cá thôi. Đa số là nó bắn Uzi Mini với lại là khẩu M1.17 các bạn à, cho nên là tôi quyết định mua Ska nha. Nói chung là mua Ska bắn tầm xa chết bà luôn, cái chim bói cá tầm xa sao chơi lại mình. À đây. Ui. Nói chung là cái gì nó cũng có sai sót hết các bạn ơi. Cái này mình bị chủ quan quá cho nên là mình nhảy lên tới trên đây thì nó bắn mình chết là đúng rồi. Ê bạn ơi, cố lên. Trời ơi. Ủa nó nhảy còn. Ui. Hay. Cố lên đồng đội. Ui trời ơi. Rất nản đến nơi đông. Ôi vẫn người. Em đặt thế là biết xài. Mớ cái tầng này thì cái chó. Á nó bị mạng đỏ. Ơ. Ủa cái chó gì thế. Sao mình thấy nó đỏ mà kêu sao nha. Chắc là bị lag anh em ơi, không sao anh em ơi, chắc là bị lag rồi. Chúa sẽ phù hộ em, cố gắng lên, chắc là bị lag rồi. 7 máu, ui nó bắn triple kill. Oh my god, what the hell. Từ nha, để tí xíu mình phải coi lại mọi người nha. Bay đầu nữa là hiểu nha. Phải liền hit shot nữa. Ủa thì ra là mày hơi nghi ngờ nha các bạn ơi. Tự nhiên nãy mình thấy nó mạng đỏ là nó bắn toàn đầu á. Đấy. Nó màn đỏ là nó bắn toàn đầu à. Ê lại đầu thôi. Cái thằng này thiệt chứ 1000% đó, lại đầu ba đầu luôn. Thằng này không được rồi thằng này chắc chắn rồi anh em à. Chắc ba rồi. À
gớm à. Tại vì bình thường á, mấy cái thằng mà chơi đồ các kiểu á các bạn, nó sẽ thường có mấy cái bị kiểu mạng đỏ vậy đó, để nó bật đồ á. Kiểu như là nó bật đồ nó sẽ bị drop FPS các kiểu, xong nó bị mạng đỏ á các bạn. Đó. Đậu xanh nó cái này thì còn cái gì nữa. Hồi nãy tôi thấy nó mạng đỏ đỏ là tôi thấy là lạ rồi, xong tự nhiên nó đèn mạng đỏ đỏ cái nó bắn toàn đỏ luôn. Đây đây đây, nữa nữa, thấy không? Cứu tôi. 1000%. 1000% chứ không còn 90% hay 99% nữa. First má nó ở trong đây nè. Đầu không à anh em à, không có gì nói nữa đâu anh em, lại hết sọt nè anh em. Full hết sọt luôn. Hồi nãy tôi nhìn nó đỏ đỏ là tôi biết rồi, bây giờ lú ra là bay đầu đồng đội nè. Lú ra là bay đầu đồng đội, đó, bay đầu đồng đội nè, bay đầu này nè. Đó, thấy không anh em? Tốt cao. Cái thằng đó nó chơi đồ chắc rồi các bạn, mình nhìn mình biết mà. Tại vì căn bản anh em nào không chơi PC á thì mọi người không biết coi, chứ nếu mà chơi PC mọi người nhìn thấy là biết ngay đấy. Anh em thấy không? Bắn là full đầu mà, bắn là full đầu, nó cứ đè là đầu thôi, đâu đâu đấu chạy được đâu mọi người. Nó cứ đè là đầu à, không chạy được đường nào đâu. Đó anh em thấy không? Lại đầu không? Nó bắn gần sai vẫn vậy à. Đây đây anh em thấy không? Đầu không anh em à, lại hết sọt không anh em à. Làm được đâu, làm được đâu, làm được đâu. Thằng này nó bắn am đầu rồi, tôi chắc chắn 100% luôn, không bao giờ đỡ được anh em à. Ai bán này mình gặp ngay bạn Kiều Quy, bạn Sa Đao, bạn Trờ với lại là bạn cây súng nha các bạn ơi. Má, nhìn vãi ghê ông nội. Trận này cũng hơi căng đó nha các bạn ơi. Hình như ván này nữa là bị tiêu ợp rồi. Ok, mình sẽ chiến ván này nữa nha các bạn ơi. Bắn cho chảy chảy tí xíu nha, rồi ợp luôn loại đẹp. Mà thường là tất cả các nhiệm vụ Free Fire tôi sẽ để phía dưới bình luận cho mọi người nha. Như là săn S hay là tất cả các kiểu mọi người. Ấy ấy. Ủa xong kia mới ra chú eo rồi. Chạy chạy vào đây. Ơ tôi tưởng tôi có keo. Khùng. Biết ngay mà, tôi biết ngay nó lên nó kiếm tôi mà. Hồi máu cái đi rồi tính nha mọi người nha. Không sao mình có skin mà. Nó... Tiêu mà giờ sao? Đừng thấy tôi nha, đừng. Ai ra nó lên mình cũng xơi nó được các bạn à. Nó lên nhiều khi mình sụt một viên là nó rén các bạn à. Ê nó còn 3 thằng luôn hả? Rồi. Kiểu mi team ở team có đó mọi người, nên là team đâu cứng đâu, chỉ là kiểu bắn được thôi. Kiểu cũng may mắn á, tùy theo ghép team địch như thế nào mọi người mời. Chứ thật sự là cũng hên xui ai chứ không biết được. Đầu luôn, bị bổ luôn. Cái cây mà 1.17 thấy vậy nó chứ nó cũng mạnh lắm nha mọi người ơi. Nhiều khi bắn vào đầu phát chết luôn á. Đấy, bắn vào mình cũng mấy chục đam chứ đùa. Nhưng mà nó ở bên kia kìa, quỷ cái đó bên kia. Ờ bên đây có người nữa. Má ơi, mang cả auto nó sao chơi. Chạy á mày. Chạy. Rồi. Thôi xong. Chịu nói rồi. Hôm mơ bay nè. Nó kệ á. First blood. Anh ca một sao lụm được ba em gì vậy? Tụi mày đá rồi. Rồi xong ba nho rồi, tôi nghĩ là trang máy này đi bụi rồi á các bạn à. Khó rồi, khó lật lắm. Thằng bên đó nó đẩy ra lấy thính nè. Tung hả mày? Team mình kiểu giao tranh 1-1, giao tranh không lại mấy bạn kia. Không sao, thế thì để tôi qua phụ. Thế thì tệ, để tôi qua tôi phụ bạn. Thế để tôi qua tôi phụ bạn. Trời ơi, khổ quá.
Adu. Yeah. Adu. Mình mà bắn gấp á các bạn là mình bị gấp theo á, kiểu là mình cũng bắn gấp theo luôn, mình không có thủ. Nhưng mà mình thấy là team của địch á có thằng kia nó công gấp vãi, kiểu như mình nhưng mà chịu thủ là có khi mình vẫn bắn ăn được á mọi người, đừng có gãy sớm á, thủ là vẫn bắn ăn được. Tại vì mình thấy team bên kia có thằng kia nó công ẩu lắm. Đây. Ui, nhưng mà team mình gãy rồi. Khá rồi các bạn ơi. Ở đâu nữa? À ra là có thằng bên phải adup. Rõ. Ơ. Cứu tôi. Rồi nó adup. Kỹ năng đang hồi. Rồi thua rồi. Kỹ năng đang hồi. Ơ! À. Đúng một người thôi cậu ơi, cố lên! Hay! Wow. Hay! Trời ơi! Cái tên... Ai vậy? Là ai? Còn một đứa đằng sau nè, còn một đứa đang cover nè. Anh em đâu rồi? Số 3 hàng cuối, số 3. Hay! Ngoài! Hi. Các bạn ơi cố gắng gỡ gạt nha. Ok mình sẽ lướt lên trước và mình sẽ ném vào trong nhà trái lựu trước nha mọi người, để cho nó chạy vào. Đủ khôn dữ ta. Anh chạy lên trên rồi. Ní ơi. Không sao, cứu đồng đội được. Cảm ơn nha. Nó đâu rồi ta, nó đâu mà mình nghe nó sạc vậy. À ra là nó ở trên. Đừng tham đồng đội ơi, chết ta. Còn đúng một người. Nó bên kia, trời ơi thua đó. Cảm ơn chiên nha, cảm ơn chiên. Một máu bạn ơi, lên đi. Phải nó phải. Còn đứa ở đâu? Ở trên ai dưới à? Dạ. Chúng mày nè, chụp. Ê, đừng gãy. Cứu mình bạn ơi. Cứu tôi với. Mơ bay nè. Cảm ơn nha. Đúng rồi. Hú hồn, pha đó mà nó bắn được Mitty nữa là thua luôn mọi người. Hay. Pha đó mà thằng kia nó lia được Mitty nữa là thua luôn á. Là mấy ngón hả? Chị chơi có 2 ngón à? Mà xếp tinh 3 ngón mà chị chơi có 2 ngón à? Nhưng mà tại vì kiểu bên mình là team cod á mọi người, cho nên là bắn cũng hơi fail một tí, hơi căng một tí. À nó có một thằng tẻ ở đất. Không sao, mình đi theo mình cứu đồng đội mọi người ơi. Chạy vào đi, trời ơi. Ui ông kia chết luôn rồi. Nó nổ keo thế sao cứu. Giờ ra cứu ông này là ngoạn chết luôn. Đấy cover không được các bạn ơi, cover không được đâu. Nó nhiều lắm, nó 5-6 thằng là... Ôi lộn, nó 4 thằng lận. Má nói 5-6 thằng là hơi bị quá nha. Yếu nè. No. First blood. Nào hai. Lật kèo các bạn ơi. Lật kèo không ra vậy? Cảm ơn Quay nha. Dữ à, cảm ơn quỳ nha. Cảm ơn quỳ nha, cảm ơn. Arigato. Ok. Cảm ơn quỳ. Trên nóc nhà ơi, nó bắn được không ta?
Yeah, là kèo các bạn ơi. Thôi trận này ọp là phơm rồi. Má ơi, vô phơm chưa hả? Dạ sơ là kèo quá tuyệt vời các bạn ơi. Ok, hả bye bye anh em nha. Nói chung là mọi người muốn mình làm tiếp cái series đá like cái đồ đá like ai thì mọi người cứ comment đi. Hồi bữa trước mình có đá like được anh Gil các bạn ạ. Mình canh mình đá like C4 hoài mà đá không được cái vãi. Ok các bạn, cứ comment ở phía dưới mình sẽ làm hết tất cả các thử thách của mọi người nha. Giờ bye bye anh em, chúc anh em một buổi chiều tối vui vẻ. Bye bye.